Sau thành công vang dội của Bố Già, Trấn Thành đã có buổi công bố dự án điện ảnh mới mang tên Mai hôm 4 tháng 4 năm 2022. Trong bộ phim này, Trấn Thành nắm giữ nhiều vai trò như diễn viên, người lên ý tưởng kịch bản và đạo diễn. Tại sự kiện, Trấn Thành tiết lộ tên phim Mai cũng là tên của nữ chính trong phim. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi tò mò khi đặt ra nhiều cái tên sẽ hợp tác cùng Trấn Thành. Tôi với vợ tôi có một cái giấc mơ điện ảnh riêng của chúng tôi. Câu chuyện của Harry Won quý vị sẽ được theo dõi sau 10 năm nữa. Cái chuyện mà vợ chồng mà cùng xuất hiện trên điện ảnh bây giờ thì mình phải kiếm một cái vai nào nó thật sự phù hợp, chứ không thôi người ta không còn tin nữa. Dĩ nhiên mà nói thì vợ tôi thì nếu mà để ca hát thì nó sẽ dễ hơn. Còn vào vai nhân vật trong điện ảnh thì phải có những nhân vật phù hợp với là cái voice của vợ tôi. Tại vì cũng là người nước ngoài cho nên là cũng không thể o ép khán giả vào để xem những cái vai thuần Việt được. Cái bộ phim Mai của tôi cũng là một bộ phim thuần Việt, thuần văn hóa Việt. Cho nên là tôi hy vọng là sẽ được mang đến cho vợ tôi một cái vai diễn nào đó thật sự là phù hợp với cô ấy trong tương lai, để quý vị xem đó là diễn viên Harry Won chứ không phải là vợ Trấn Thành. Đáng chú ý là khi nhận được câu hỏi rằng liệu Hồ Ngọc Hà có phải là ẩn số cuối cùng cho nhân vật nữ chính lần này, Trấn Thành bất ngờ khước từ với lý do khiến ai cũng bật cười. Bị diva quá. Ôi là các bạn nhìn vào Hà, các bạn thấy Hà đẹp quá đi. Kiểu mà đẹp theo kiểu là giàu có quá đó. Mai không giàu được. Mai không giàu được như thế. Cho nên là những người khác tôi nghĩ là tôi có cách để tôi làm cho họ bớt xịn hơn, bớt sang hơn để vào nhân vật. Tôi không biết cách nào tôi làm Hà mà trở nên nghèo nàn đi á. Dạ. Ngoài ra, một số cái tên khác cũng được đồn đoán như Ngọc Trinh, Kỳ Chi Nguyễn, Miu Lê, Ngân Khánh, Lý Nhã Kỳ. Trong khi đó, Tuấn Trần tiếp tục được Trấn Thành chọn vào vai nam chính. Mai còn có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, Lê Giang, Hồng Đào, Anh Đức, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Uyển Ân, Vũ Quốc Khánh. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào dịp Tết 2023.